Minh Đường Tử Vi xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 19 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Mậu Thìn tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh Đại Lâm Mộc ngày Mậu Thìn tức can chi tương đồng thuộc Thổ và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm Đại Lâm Mộc kỷ tuổi Nhâm Tuất, Bính Tuất ngày thuộc hành Mộc khắc với hành Thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ mộc. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành Thủy Cục, xung với Tuất hình Thìn, hình Mùi, Hải Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Canh Tuất, Bính Tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc; sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hao xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc; sao Nguyệt Hư xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng; sao Băng Tiêu Ngọa Hãm xấu mọi việc; sao Hà Khôi xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa; sao Bạch Hổ kỵ về an táng và ngày hôm nay là ngày sát chủ xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết ngày thứ ba mùng 10 tháng 1 năm 2023 nhé. Tử vi thứ ba ngày mùng 10 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Tý. Tử vi hàng ngày cho thấy người tuổi Tý có một ngày thuận lợi do được tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Chỉ cần giữ vững quyết tâm, không sao nhãng là bản mệnh sẽ đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hôm nay còn là ngày thích hợp để người làm kinh tế đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh. Bạn mệnh có cơ hội tiếp xúc và mở rộng quan hệ với nhiều đối tác. Bạn hàng đáng tin cậy, hứa hẹn nguồn lợi nhuận lớn trong tương lai. Tuy nhiên, thổ khắc thủy cho thấy tình cảm gia đình bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Nếu giữa vợ chồng xảy ra xích mích thì hai người nên trò chuyện thẳng thắn với nhau, chứ không nên đề cao quan điểm của cá nhân. Câu quyết trong ngày thứ ba cho người tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, công việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Tử vi tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, đưa ra được những quyết định đầu tư chính xác. Tử vi tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc,
không nên cố tình lờ đi những xích mích tình cảm. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, về mặt sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 27 và số 58. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn và tuổi Thân. Tử vi thứ 3, ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Sửu. Nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy ra đến với người tuổi Sửu trong ngày phải chịu sức ảnh hưởng của cục diện Sửu Thìn tương phá. Những việc tưởng thuận lợi bỗng bất ngờ gặp trục trặc khiến bạn cảm thấy chán nản, thậm chí thất vọng. Vì vậy, con giáp này còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Những kẻ nhiệt tình hay nói lời bùi tai với bạn chưa chắc đã thật lòng tốt với bạn, nhất là khi bạn đang ở vị thế lãnh đạo có nhiều kẻ nịnh hót. Thương quan giáng họa còn cho thấy người làm công ăn lương dễ gặp phải xích mích với cấp trên trực tiếp của mình. Tốt nhất bạn cần chú ý cách diễn đạt, không nên làm mất lòng lãnh đạo nếu không muốn vướng phải nhiều khó khăn trong tương lai. Câu quyết trong ngày thứ 3 này cho người tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu, mệnh kim, công việc gặp trở ngại bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, không nên quá buồn bã, chán nản. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, cẩn thận kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Tử vi tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, cố gắng vượt qua trở ngại, thử thách. Tử vi tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, nhận được sự tin tưởng của mọi người. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn là số 14 và số 91. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu và màu cà phê. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Hợi. Tử vi thứ 3, ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Dần. Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần phát huy được thế mạnh của mình trong các ngành nghề, học hành, nghiên cứu, dịch vụ, nghệ thuật. Nhờ có đầu óc thông minh và sáng tạo, bạn đưa ra được nhiều ý tưởng mới khiến mọi người khâm phục. Tuy nhiên, nếu muốn phát triển nhanh chóng và thuận lợi hơn nữa, bản mệnh nên mở rộng các mối quan hệ với mọi người, không nên sống một mình trong thế giới riêng. Sức mạnh đoàn kết sẽ giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn nhanh chóng hơn nhiều. Mộc khắc thổ, có thể con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng. Đôi bên cần lắng nghe đối phương một cách nghiêm túc và cởi mở hơn. Câu quyết trong ngày thứ 3 này cho người tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, khẳng định được vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, nhận được sự khâm phục của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, nên mở rộng các mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Canh Dần, mệnh mộc, lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của người khác nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, nên lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ, con cái hơn. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 36 và số 74. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh rêu và xanh lá cây. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất
và tuổi Hợi. Tử vi thứ 3, ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Mão. Người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn, cho dù phải đối diện với khó khăn đi chăng nữa. Bạn nhận ra rằng mình có những điểm mạnh riêng. May mắn hơn, trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Con đường trước mắt của bạn sẽ trở nên sáng sủa hơn nhiều. Tuy nhiên, Mộc khắc thổ khuyên bản mệnh hãy quan tâm đến một nửa của mình nhiều hơn. Nếu không muốn để kẻ thứ ba tìm được cơ hội phá vỡ hạnh phúc gia đình, thì hai người không nên lạnh nhạt với nhau, ai biết việc người ấy. Câu quyết trong ngày thứ ba này cho người tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão, mệnh thủy, tự tin hơn vào khả năng của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, có cơ hội gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, kế hoạch đề ra phát triển thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Mão, mệnh mộc, tìm ra định hướng cho tương lai. Tử vi tuổi Quý Mão, mệnh kim, vợ chồng không nên cãi cọ, chiến tranh lạnh. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 11 và số 67. Giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh da trời và màu xanh rêu. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn và tuổi Tuất. Tử vi thứ 3, ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Thìn. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp do phải chịu tác động của cục diện ngũ hành Thìn tự hình gây ra. Bạn cho rằng mình là người tài giỏi nhất nên chẳng muốn hợp tác với bất cứ ai, cho rằng người khác sẽ liên lụy mình. Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn. Lâu dần, bạn có thể trở thành đối tượng bị cô lập. Thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng. Không nên khăng khăng với ý kiến riêng của mình. Không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Bạn không thể nào biết rõ mọi chuyện trên thế giới này. Câu quyết trong ngày thứ ba này cho người tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, cứng đầu, cố chấp trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, có xu hướng tự cô lập bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, sẵn sàng đối đầu với những người có ý kiến trái chiều. Tử vi tuổi Canh Thìn, mệnh kim, nhìn nhận vấn đề trước mắt rõ ràng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, hãy lắng nghe lời khuyên của người khác. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn là số 41 và số 85. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng và màu xám. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân và tuổi Dậu. Tử vi thứ 3, ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Tỵ. Bước sang ngày thứ 3 này, thầy tử vi chỉ ra rằng người tuổi Tỵ rất dễ vướng phải chuyện thị phi trốn công sở do chịu tác động của Tỵ Kiên. Có thể một số đồng nghiệp xấu tính đang tung tin sai trái về bạn,
mà bạn thì không thể có thời gian, công sức để giải thích với tất cả mọi người. Đừng quá thất vọng và buồn bã. Ngược lại, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh những lời đồn đó là bịa đặt. Chứng minh bạn có khả năng hoàn thành xuất sắc công việc, xứng đáng với cương vị của mình. May mắn, hỏa sinh thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi về đến nhà và nhìn thấy người thân yêu. Câu quyết trong ngày thứ ba này cho người tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, dễ vướng phải thị phi trong cuộc sống. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, chớ nên thất vọng, buồn bã vì mọi việc không được như ý muốn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, chứng minh cho mọi người xung quanh thấy mình là ai. Tử vi tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, luôn yêu thương và trân trọng gia đình. Tử vi tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, đừng để người khác chê cười mình. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 33 và số 67. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ và màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi và tuổi Thân. Tử vi thứ 3 ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Ngọ. Hỏa sinh thổ cho thấy người tuổi Ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn luôn cởi mở, nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên cũng sẽ được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp phải khó khăn. Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia. Nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Hai người có thể lập những kế hoạch xa xôi và cụ thể hơn để có thể cùng nhau cố gắng phát triển. Ngày tốt theo nhị thập bát tú hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2023, tức là ngày 19 tháng 12 âm lịch, là ngày xấu, ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Câu quyết trong ngày thứ ba này cho người tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, luôn quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, vợ chồng đồng lòng vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, không nên thực hiện công việc trọng đại. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 29 và số 72. Giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím và màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Tử vi thứ 3 ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Mùi. Thương quan đem đến nhiều rắc rối cho người tuổi Mùi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể bị cấp trên gây khó dễ, khiến tinh thần luôn căng thẳng, bức bối, công việc khó có thể tập trung hoàn thành cho tốt được. Có thể một hành động nào đó của bạn từ trước đây đã gây ác cảm cho người làm lãnh đạo. Nếu vẫn muốn tiếp tục công việc của mình, bạn nghĩ xem mình nên làm gì để hòa hoãn mối quan hệ đôi bên. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ Thần, hoặc hướng Chính Bắc để gặp Tài Thần.
tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, tránh được những rắc rối không đáng có. Câu quyết trong ngày thứ ba này cho người tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi, mệnh kim, bị cấp trên gây khó dễ, khiến tinh thần căng thẳng, mệt mỏi. Tử vi tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, hãy kiểm điểm bản thân trước khi oán trách người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, sửa đổi bản thân để hòa hoãn quan hệ với mọi người. Tử vi tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn là số 11 và số 54, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu và màu cà phê. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ và tuổi Ngọ. Tử vi thứ 3, ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Thân. Trong ngày, có ngũ hành tam hợp Thân Tí Thìn phù trợ, khiến người tuổi Thân làm những việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý, sẵn sàng đứng ra nhận nhiệm vụ, bạn hoàn toàn có cơ hội được lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo. Những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều yếu tố thuận lợi trong ngày hôm nay, tuy nhiên bạn vẫn không được chủ quan, lơ là. Nếu muốn đạt được điểm số cao, bạn cần ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới vô cùng hòa hợp. Nếu có người đang có ý định tìm hiểu bạn, bạn nên cởi mở hơn để đối phương có cơ hội kéo gần khoảng cách với mình. Câu quyết trong ngày thứ ba này cho người tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, công việc diễn ra theo đúng kế hoạch xây dựng từ trước. Tử vi tuổi Bính Thân, mệnh hỏa, hào hứng mỗi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, gặp nhiều may mắn khi tham gia thi cử. Tử vi tuổi Canh Thân, mệnh mộc, tin tưởng vào năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, nhân duyên với người khác giới tốt đẹp. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 36 và số 77. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, màu bạch kim và màu vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Tử vi thứ 3, ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Dậu. Bước sang ngày thứ ba này cho thấy trong ngày có nhị hợp trợ mệnh, khiến người tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, bạn không nên quá mức sốt ruột, hãy thử hỏi ý kiến của những người đi trước mà bạn tin tưởng xem sao. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời tránh được những tranh chấp vô nghĩa bằng cách giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu. Thổ sinh kim, mối quan hệ gia đình của người này rất hòa hợp. Gia đình chính là động lực giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, cho dù phải đối diện với khó khăn đi nữa. Câu quyết trong ngày thứ ba này cho người tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai.
Tử vi tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, hay chần chừ, do dự, thiếu quyết đoán. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, thử tham khảo ý kiến của người giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, mối quan hệ xã giao phát triển thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Dậu, mệnh kim, không ngừng cố gắng tiến lên phía trước. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 19 và số 54. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu bạch kim và màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Tử vi thứ 3 ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Tuất. Cục diện tương xung khiến công việc của người tuổi Tuất xảy ra nhiều vấn đề. Nếu bạn là người mắc sai sót, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục, chứ không nên cố tình trốn tránh, đùn đẩy cho người khác. Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh ký kết hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ rất dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu. Người muốn làm giàu không thể nóng vội nhất thời. Trong ngày thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Chỉ khi có sức khỏe thì bạn mới đạt được hiệu quả cao trong công việc. Câu quyết trong ngày thứ 3 này cho người tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, công việc vướng phải nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, không nên đổ trách nhiệm cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, tránh ký kết những hợp đồng quan trọng. Tử vi tuổi Canh Tuất, mệnh kim, chờ đợi thời cơ thích hợp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn là số 27 và số 85. Giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng và màu nâu. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Thân. Tử vi thứ 3 ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho người tuổi Hợi. Thổ khắc thủy, người tuổi Hợi còn độc thân, cần phải chú ý đề phòng những người tiếp cận mình. Bạn nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người, không nên dễ dãi khiến bản thân phải gánh hậu quả sau này. Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên ích kỷ làm việc theo cảm xúc của riêng mình. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, bạn cần phải cách đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia. Xem tử vi hàng ngày cũng cho thấy, trong ngày gặp thiên quan chiếu mệnh, khuyên bản mệnh tuổi Hợi nên tránh xa những người có quyền cao chức trọng ở nơi làm việc, cũng như trong chính quyền, nếu không dễ vướng phải những chuyện rắc rối, không dễ gì giải quyết. Câu quyết trong ngày thứ 3 này cho người tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, đề phòng những đối tượng tiếp cận với những ý đồ xấu. Tử vi tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, quan tâm nhiều hơn nữa đến nửa kia của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi, mệnh kim, không nên nóng nảy, phân tích rõ tình hình. Tử vi tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, dễ vướng phải những tranh chấp với người có chức vị cao. Về đánh giá các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 18
và số 62, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cắt tường là màu đen và màu trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Mùi. Chương trình đến đây là hết. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Chúc quý vị luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.